Thân chào các bạn thân mến. Hôm nay mình lại về quê và mình quay mẹ mình đi vườn với mình, đi ra lượm măng cục. Các bạn thấy hình dáng của người mẹ, người mẹ mà lưng còng tóc bạc, người bà quyền lực, người mẹ này quyền lực lắm đó, quyền lực cái gia đình đó. Đây các bạn thấy nè, nó trồng cái gì cũng sai trái nè, các bạn thấy mít nè ha, rất là sai trái luôn. Mẹ này là đã bẻ rất là nhiều rồi đó, và một số quý thầy cô cũng như là các bạn là ủng hộ cho mẹ quê rất là nhiều. Đây cây này cây nhãn các bạn thấy đây, nó trái lưa thưa vậy nè, nhưng mà cũng có. Đây là sùng cơm vàng nè. Đây đây là măng cục à. Măng cục sai con nè má, hết sức rồi con nè. Cái trái thấy thương không, bao nhiêu cánh là bao nhiêu muối đó. Đây nè, có trái chín này nha. Đó, chống cái gào con đi con bẻ luôn á các bạn. Anh nè. Trái này thấp nè. Trái này thấp gì nè, màu cái màu đúng là có cái gọi là cái màu măng cục á các bạn, thì rõ ràng là mình mới thấy được cái màu măng cục là cái màu đặc trưng nhất, mà không phải là dễ có cái màu măng cục nha các bạn. Nhất là nam đó, mà các bạn mặc một cái áo thun mà màu măng cục đó rất là đẹp. Đây nè, là màu này nè, màu của trái măng cục chín á. Rồi để con đi kiếm lụm cho mấy con này nha. Mà con để sao là ba muốn. Đây nè. Đây để mình quay cho nó. Ngược sáng. Đây, về đây là đẹp nè má. Trời ơi. Nó sai. Coi nè. Như vậy đây là bẻ được rồi nè. Đó. Đây. Đây nó nè. Hồi giờ cái màu này là màu măng cục nè các bạn. Quá đẹp luôn má ơi, con nè. Ôi ôi, ba trái chín luôn, có đẻ bốn trái, năm trái, ôi nhóc hết trơn trái. Đây nè. Thôi ơi, có chừng bụi nha. Có chừng bụi. Để kiếm trái đây. Nó rụng nè các bạn, nó nằm thấy thương không? Cái trái măng cụt này ngộ lắm, tại vì cái vỏ dày đó, do đó khi rụng xuống cũng không có bị dập. Mà đặc biệt nha các bạn, các bạn mà mới á, thì cái mũ nó rất là nhiều, khi mà các bạn nó chín đó thì cái mũ nó rút vô cái vỏ, thì các bạn càng để lâu á, càng chín á, thì cái mũ nó sẽ không còn đó, đó. không còn mũ nữa. Đây nè, hết sức ngon này. Cho vô bọc. Đây nè, cầm này đi. Đây nè, bẻ nè, bẻ cho các bạn xem nha. Đó, cận cảnh ha. Các bạn thấy là rất là đẹp. Đó, giật á. Đó đây con giật cho. Nè, cầm cái máy quay gì đi. Cầm cái máy y đó, rồi bà cầm không được rồi. Giật không được. Đây nè. Đây là để anh hai về ông bà. Thôi. Nó đung đưa mà nó không dính. Trời ơi, nó không có dính, các bạn thấy gì chứ, chắc ghê không? Đây nè. Thôi đi lụm đi mấy ơi. Đây nè. Đi nè, đi qua đây với mấy cây ngoài này nè. Đây nè, rụng nè. Trời ơi, nó chín nó đen rồi nè. Này là lụm xong rồi bán kiếm tiền. Một năm thì có một mùa măng cụt nha các bạn. Măng cụt năm nay cũng được mùa lắm chứ hả má. Đây nè, măng cụt năm nay gì đây là cũng được mùa lắm á. Thắt đâu chỉ leo cây chứ miết mà. Thấy ham quá. Coi nè, chín nhóc hết trơn. Cái này bẻ nhiều dữ lắm luôn. Cái này là bẻ hết là cỡ 50 kg á. 50 kg á các bạn. Mà các bạn biết ở đài kêu á là trên 100.000 một ký đó. Đài kêu đắt lắm. Mà bán giống như ở vườn á. Dạ. Rồi. Bỏ bọc nè. Đây nè, cái trái nè. Nè, bỏ vô. Rồi,
Thấy ham quá. Quá trời cây măng cụt, cây này cây nhãn nè. Cây nhãn. Rồi, y đo rồi, bên này là có cả chôm chôm nè các bạn. Chôm chôm. Ủa cây nhãn. Còn bên kia mới là chôm chôm ha. Có một cái chỗ trồng chôm chôm là đằng kia. Đi, đi qua đây nè má, đi qua đây lụm nè. Đi qua bên này nha, các bạn thấy còn rất là nhiều. Nguyên một cái khu nè. Để quay chậm cho các bạn xem nha. Nguyên một cái khu nè. Đó. Đó là trồng mít nè ha. Trồng măng cụt. Đây, măng cụt nè. Ôi dồi, cái cây đằng này dữ lắm, trái luôn nè. Bởi vì gì đây nè. Các bạn thấy đó. Nếu mà không có bẻ bán rồi làm sao. Đó, có mà quá nhiều rồi cũng không có. Không biết làm sao nè. Thấp trái chín nè. Bẻ. Đây nữa nè. Cái đèn thui luôn nè các bạn. Mẹ quê nè. Mẹ quê chống cái gào đi ra đó. Mà đất này sao mà nó phù sa quá chừng ha. Nhiều trái á. Vô phân bò. Phân bò, phân dê gì tùm lum. Đây trái nó nè. Nè má lại má bẻ trái này đi con quay cho. Nè nè nè. Má. Trời ơi, lại đây bẻ trái này nè, đang con quay nè. Nè. Đó, đó nè. Đi hết con nổi rồi các bạn. Cái này 1 năm 2 năm nó là nè này. Là má luôn. Đó. Trái này nhỏ tí. Rồi bẻ đi lấy tay. Này. Chưa nè. Nè bẻ chậm để con quay cái trái. Đó, đâu rồi? Rồi bẻ đi, lật đi. Đúng rồi. Đó. Trời nhiều lắm. Rồi. Thôi, đây nè má, đây trái nè, lại đây nè. Lại đây nè. Nè. Đừng có sắp nặng để đó đi con sắp. Nè. Đó. Ngày xưa vườn đâu có cái quy lợi gì nhiều đâu. Bây giờ trồng cũng mười mấy năm rồi. Trồng mười mấy năm. Nè má bẻ trái này nè. Đây nè, trái này lần triệu đó. Ô mỗi giờ. Đây. Bẻ luôn. Vậy đó mà đó. Đi. Đó, đây nè. Là... Ô trái này mới dịch. Đó. Đây trái như rồi quá trời luôn chưa. Bỏ đây. Trời rồi đó các bạn được. Ơi. Thôi vậy cái clip này nhiêu đây được rồi ha. Chúc các bạn vui, khỏe, an lành, má vẫy tay chào các ơi. Vẫy tay chào. Tạm